anh ngồi nghiêng qua bên phải quá rồi anh Vũ, cái xuồng nó nghiêng bên phải. Thôi quay về đi, đi xa lắm rồi nghe. Quay về đi còn qua cái ề Lục Bình nữa đó. Nước vô xuồng anh nhiều quá nha. Mấy người này ta cũng ở dưới tỉnh ta lên nè. Quay phim đó nghe, đã quay phim đó nghe. Kiệt chào dữ.